Em gái tỷ phú Cẩm Ly lâm cảnh bị đát, lên tiếng khẩn cầu sự giúp đỡ của cộng đồng mạng. Hà Phương được biết đến là em gái Cẩm Ly và cũng là nữ ca sĩ được nhiều người yêu mến với dòng nhạc dân ca. Bên cạnh đó, Hà Phương còn khiến bao nhiêu người không khỏi trầm trồ, ước ao khi có cuộc sống sung túc, hạnh phúc bên người chồng tỷ phú tại bầu trời Tây. Mới đây trên trang cá nhân, em gái tỷ phú của Cẩm Ly khiến khán giả không khỏi xôn xao khi đăng tải thông tin tiết lộ về cảnh bí đát bản thân gặp phải. Hà Phương cho biết cô bị một công ty công nghệ ở Việt Nam lừa đảo chiếm đoạt tài sản cá nhân với hình thức cực kỳ tinh vi. Theo đó, Hà Phương đã cấp quyền cho em họ của mình vào fanpage cá nhân gần 500.000 like. Đáng chú ý, cô em họ này đã giao cho công ty nhờ kiểm tra giúp lỗi trên fanpage của ca sĩ Hà Phương. Sau đó, công ty này đã tự động chuyển quyền quản lý fanpage này sang quyền sở hữu của công ty mình và gỡ quyền quản lý của chính chủ ra khỏi fanpage nhằm chiếm đoạt 100% fanpage này. Ngay khi phát hiện sự việc, Hà Phương đã liên hệ và mong muốn công ty trên trả lại quyền sở hữu cho mình, nhưng công ty này không giải quyết. Đối diện với việc trang fanpage và cũng chính là tài khoản cá nhân của mình bị đánh cắp, em gái tỷ phú Cẩm Ly đã lên tiếng cầu cứu cộng đồng mạng giúp mình đòi lại được tài sản này. Hà Phương, nữ ca sĩ sở hữu nét đẹp dịu dàng, duyên dáng và từng là giọng ca nổi đình đám tại Việt Nam cùng với chị gái Cẩm Ly và em gái Minh Tuyết. Khi sự nghiệp ở Việt Nam đang trên đà phát triển, thì Hà Phương sang Mỹ định cư lập nghiệp. Tại đây, em gái Cẩm Ly vẫn tiếp tục đam mê nghệ thuật, đem lời ca tiếng hát đến với mọi người. Hà Phương liên duyên và trở thành vợ tỷ phú của Chín Chu sau thời gian ngắn sang Mỹ. Cuộc sống của nữ ca sĩ trở thành bà Hoàng khi có người chồng tỷ phú nổi tiếng hái ra tiền. Không ở nhà tận hưởng cuộc sống an nhàn, Hà Phương vẫn đi hát và lấn sân sang làm điện ảnh, kinh doanh. Hiện tại, em gái tỷ phú của Cẩm Ly đang có cuộc sống viên mãn bên chồng và hai cô con gái nhỏ. Là người kín kẽ, Hà Phương quyết định giấu kín hình ảnh của hai con để các bé có cuộc sống riêng tư và phát triển tốt nhất. Dù định cư ở Mỹ xong, hàng năm Hà Phương và chồng vẫn thường xuyên về Việt Nam thăm gia đình và làm từ thiện. Nữ ca sĩ là người luôn năng nổ hết mình trong công tác thiện nguyện tại quê nhà.